xe lửa Troy. Chà, thị trấn xe lửa hôm nay giống như xứ sở băng giá vậy. Và có vẻ như một số cư dân đã trang trí gần hết thành phố. Nón đẹp đó Troy, bạn xinh thật đó Tina. Các bạn đang đi đâu vậy? Tới buổi tiệc trượt băng tại bờ hồ sao? Chà chà, bờ hồ hôm nay thật đẹp. Bà muốn xuống sân băng trước sau Tony? Tony chờ đã, hồ nước vẫn chưa đóng băng. Bạn nói đúng Taylor, mặc dù trời đổ tuyết thì vẫn chưa đủ lạnh để đóng băng mặt nước. Thất vọng quá đi. Thật sao Troy? Bạn nghĩ Teddy có thể làm được gì sao? Hy vọng là bạn đúng. Chào bạn Teddy. Trò chơi có vẻ vui đó. Troy sẽ tới đây. Anh ấy tới để nhờ bạn giúp đóng băng hồ nước giùm. Mọi chuyện là vậy đó Teddy. Sẽ có một buổi tiệc trượt băng tại hồ nước, nhưng lại không có băng để trượt. Bạn luôn biết phải làm gì Teddy à? Cái gì vậy? Nó dùng để tạo ra một tảng băng lớn à? Xuất sắc. Đứng yên nha Troy, một cỗ máy tạo băng khổng lồ đang tới đó. Làm gì tiếp đây Teddy? Tất nhiên, chúng ta cần nước để đóng băng. Sẽ hơi lạnh đó nha Troy. Đừng lo Troy, bạn sẽ cảm thấy ấm lại thôi. Trời đã Troy, hình như Teddy quên mất cái gì rồi. Troy cần một công cụ nữa à? Cái đó dùng để làm gì ta? Ồ, chúng ta sẽ biết sớm thôi. Tới lúc quay lại hồ nước rồi Troy. Tạm biệt Teddy và cảm ơn nha. Xe lửa tạo băng Troy đang trên đường tới đây các bạn à. Troy đang làm gì vậy? Anh ấy có mang theo một khối băng lớn và anh ấy sẽ thả nó vào trong hồ nước. Thả xuống nào. Chà, nó có tác dụng nhanh thật. Được rồi Tony, giờ bạn có thể xuống mặt băng được rồi. Ôi trời, mặt băng hơi gồ ghề, bạn nên quay lại thôi. Nè Troy, sao bạn không dùng công cụ kỳ lạ mà Teddy đã đưa cho?
Nó chắc là dùng để làm trơn láng mặt băng. Tốt hơn rồi. Mặt băng bây giờ đã láng hơn nhiều. Làm tốt lắm, Troy. Có vẻ như buổi tiệc trượt băng có thể bắt đầu rồi. Đi nào, những người trượt băng. Chúc các bạn chơi vui vẻ. Hẹn gặp lại lần sau. Xe lửa Troy. Chào Troy, hình như trời đang đổ tuyết. Bạn đi kiểm tra xem mọi người có ổn không à? Bạn muốn tới gặp ngài Byron để đảm bảo ông ấy có đủ than à? Thật là tử tế, Troy. Có dấu hiệu nào của ngài Byron không? Gì vậy, Troy? Là ngài Byron phải không? Ôi trời, chuyện gì vậy? Bạn nói đúng, bây giờ ông ấy cần sự trợ giúp. Chờ chút ngài Byron, Troy sẽ trở lại ngay. Chào Teddy. Mình thấy bạn đang xếp cục Rubik. Thời gian hoàn hảo. Troy cần bạn giúp ngài Byron. Ông ấy bị đóng thành một cục băng rồi. Bạn có gì giúp được không? Thật tuyệt. Ngài Byron tội nghiệp chắc là rất lạnh rồi. Cái này chắc chắn sẽ làm được. Sẵn sàng để đi chưa, Troy? Đừng lo ngài Byron, Troy tới rồi đây. Chúng ta sẽ đưa ngài ra khỏi đó ngay. Mình nghĩ là quá nóng rồi. Vậy thì mình nghĩ nên cắt theo hình chữ V. Hôm nay đây sẽ là thứ nóng nhất trong thành phố xe hơi. Hiệu quả rồi. Có nói chuyện được không ngài Byron? Không đời nào. Ngài đánh mất chìa khóa và phải ở ngoài suốt cả đêm sao? Hèn gì sáng nay ngài bị đóng băng. Ổn rồi đó ngài Byron, giờ ngài có thể vào trong và sưởi ấm. Chuyện gì vậy?
Ngài không cử động được sao? Ồ, bánh xe của ngài bị kẹt rồi. Có lẽ chúng ta nên thử dùng máy sấy tóc. Ngài thấy ấm hơn chưa, ngài Byron? Ngài đã được tự do rồi, ngài Byron. Phải rồi, ngài không thể tìm thấy chùm chìa khóa. Có ý kiến gì không, Troy? Chà, thật kinh ngạc. Nhìn kìa, nó ở đây nè. Làm tốt lắm, Troy. Ngài Byron cuối cùng cũng có thể vào nhà. Tiếng động gì vậy, Troy? Ồ, ồ. Troy, bạn có sao không? Làm tốt lắm, Troy. Hẹn gặp lại.